Kinh văn: Đức Phật bảo Bồ Tát Hư Không Tạng: Lắng nghe, lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói rõ. Vào đời vị lai, nếu có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào trông thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng cùng nghe kinh này, cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn thức uống, y phục, châu báu mà bố thí cúng dường, ngợi khen chiêm lễ, thì sẽ được 28 điều lợi ích. Lược giảng: Đức Phật bảo Bồ Tát Hư Không Tạng lắng nghe, lắng nghe, đây là biểu thị cho sự phải đặc biệt chú ý. Vậy Đức Phật bảo Bồ Tát Hư Không Tạng rằng: Ông hãy thận trọng mà lắng nghe cho kỹ, hãy chú ý lắng nghe. Ta sẽ vì ông mà nói rõ, ta sẽ vì các ông mà phân biệt giảng nói. Nay ta sẽ nói cho ông rõ, nếu ông chẳng chú ý lắng nghe thì ta sẽ không nói nữa. Ta sẽ giảng giải cặn kẽ, nhưng nếu ông chẳng chịu lắng nghe thì nào có ích lợi gì. Cũng như hiện nay tôi đang giảng kinh ở đây vậy, quý vị cần phải chăm chú lắng nghe, chú ý lắng nghe. Nếu chẳng lắng nghe, cứ ngồi ngủ gà ngủ gật, tôi giảng những gì quý vị đều không nghe thấy, thì chẳng khác nào tôi không giảng gì cả. Cho nên, yêu cầu đầu tiên của tôi đối với quý vị là đừng ngủ gật, đừng hôn trầm. Đức Phật dạy tiếp: Vào đời vị lai, nếu có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào trông thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng cùng nghe kinh Địa Tạng này, cho đến đọc tụng bộ kinh Địa Tạng này, vân vân. Nhìn ngắm tượng của Bồ Tát Địa Tạng, tức là biểu thị sự thành khẩn của căn mắt, nhãn căn, sự thành khẩn được biểu lộ bằng mắt. Nghe kinh Địa Tạng, tức là tỏ sự thành khẩn của căn tai, nhĩ căn. Còn đọc tụng là tỏ sự thành khẩn của căn lưỡi, thiệt căn. Dùng hương hoa, đồ ăn thức uống, y phục, châu báu, vân vân. Cúng dường hương hoa là biểu thị sự thành khẩn của căn mũi, tỵ căn. Cúng dường các thức ăn uống cũng thuộc về sự thành khẩn của căn lưỡi. Cúng dường y phục, đồ vật quý báu là sự thành khẩn của căn thân, thân căn. Mà bố thí cúng dường, ngợi khen chiêm lễ thì sẽ được 28 điều lợi ích. Sự bố thí cúng dường, sự ngợi khen chiêm lễ từ mắt, tai, mũi, lưỡi và thân là thuộc về sự thành khẩn của căn ý, ý căn. Do sự thành khẩn của sáu căn này hợp lại mà chúng ta có được 28 điều lợi ích. 28 điều lợi ích đó là gì? Kinh văn: Một là thiên long thường hộ niệm, hai là thiện quả ngày càng tăng, ba là tích tập các nhân thánh thượng, bốn là tâm bồ đề không thối chuyển, năm là y phục thực phẩm đầy đủ, sáu là dịch bệnh không đến nơi thân, bảy là xa lìa các tai nạn về nước và lửa, tám là không bị tai ách trộm cướp, chín là người khác thấy đều cung kính, 10 là quỷ thần đều hộ trì. Lược giảng: Một là thiên long thường hộ niệm. Khi quý vị tụng kinh Địa Tạng thì loài rồng từ trên trời và luôn cả loài Atula trên cõi trời cũng đến bảo hộ quý vị. Loài Atula ở cõi trời tuy có phước trời, thiên phước, nhưng không có quyền hành như một vị trời. Dù vậy, họ cũng phát nguyện muốn đến bảo hộ, che chở người tụng kinh. Ngoài ra, Càn Thác Bà, Ca Lâu La, Ma Hầu La Già, vân vân cũng đều đến để che chở cho những người tụng kinh Địa Tạng. Càn Thác Bà là thần âm nhạc, nhạc thần, có nhiệm vụ tấu nhạc cho Ngọc Hoàng Đại Đế nghe, và còn được gọi là thần ngửi mùi hương, văn hương thần. Ngọc Hoàng Đại Đế có một loại hương, khi đốt lên thì tỏa mùi thơm ngào ngạt, và thần Càn Thác Bà ngửi được mùi hương thì liền đến hầu. Càn Thác Bà cũng có nam có nữ. Thần Càn Thác Bà nam thì trên đầu có một cái sừng giống như con kỳ lân vậy. Khi thần ngửi được mùi hương đó thì sẽ vừa nhảy múa vừa đàn ca hát sướng, tiếng nhạc réo rắt giữa không trung. Vì vậy, nghe quý vị tụng kinh Địa Tạng thì thần Càn Thác Bà cũng ở trên không trung khen ngợi. Ca Lâu La chính là đại bàng kim xí điểu, tức là chim đại bàng cánh vàng. Khẩn Na La
cũng là nhạc thần. Ma hầu La Già là con rắn mãng xà lớn. Hai là thiện quả ngày càng tăng. Nhiều người tu đạo, có lúc thì phát tâm bồ đề rất dũng mãnh, làm công đức rất nhiều. Nhưng cũng có lúc thì lại thụt lùi, nhục chí, cảm thấy mình ở trong Phật giáo, làm việc công đức dường như không có cảm ứng rõ rệt thật sự, nên tâm bồ đề liền thối chuyển. Thiện quả ngày càng tăng, tức là ở trong Phật giáo mà càng ngày càng tinh tấn hướng về phía trước, chăm chỉ dung bồi phước huệ, siêng năng làm việc thiện, làm công quả, lập công đức, luôn luôn tinh tấn tiến bước về phía trước, không bao giờ lùi về phía sau. Làm thế nào mà được như vậy? Đó là do thành tâm niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, lại còn lễ bái chiêm ngưỡng hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng nữa, cho nên mới có được cảm ứng và thiện quả ngày càng tăng. Ba là tích tập các nhân thánh thượng. Thế nào là tích tập các nhân thánh thượng? Đó là làm đủ loại Phật sự như in kinh, xây chùa, sửa cầu, đắp đường, chuyển đại pháp luân, vân vân. Tất cả những việc tốt cũng như tu đạo bồ đề đều là tích tập các nhân thánh thượng. Bốn là tâm bồ đề không thối chuyển. Chúng ta tu hành, có lúc thì siêng năng tinh tấn, có lúc lại lười biếng giải đãi. Lúc siêng năng thì đối với mọi việc đều rất hăng hái dũng mãnh. Khi lười biếng thì cảm thấy ở trong Phật giáo làm Phật sự mà chẳng có cảm ứng gì rõ rệt cả, bèn sinh ra chán nản, thối chuyển đạo tâm. Nếu quý vị có thể tụng kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, lễ bái cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, thì tâm bồ đề của quý vị sẽ không còn lùi sụp. Tâm giác đạo mãi mãi hướng về phía trước, càng ngày càng tăng trưởng, không bao giờ thối chuyển. Năm là y phục, vật thực đầy đủ. Điều lợi ích thứ năm là không bao giờ bị thiếu thốn về cơm ăn áo mặc. Người đời chỉ vì ba bữa ăn mà làm lụng vất vả, chịu cực chịu khổ, bởi sợ bị chết đói, chết lạnh, nên lúc nào họ cũng nghĩ đến việc kiếm thêm tiền. Trước kia lúc chưa có tiền thì ao ước có được 10.000 đồng. Nhưng đến khi được toại nguyện có được 10.000 đồng trong tay rồi thì lại cảm thấy như thế vẫn còn chưa đủ. Bây giờ lại nghĩ nếu mình có được 100.000 đồng thì chẳng phải làm lụng gì nữa. Thế rồi đến khi có được 100.000 đồng lại nghĩ tới học phí của con cái thì thấy không đủ. Hoặc muốn sắm chiếc xe hơi thì thấy chẳng còn lại được bao nhiêu. Hoặc tính tậu tiết du thuyền thì lại thiếu trước hụt sau. Rồi họ càng mơ ước những thứ to lớn hơn, như muốn mua chiếc máy bay chẳng hạn, thì 100.000 đồng cũng chẳng thấm vào đâu. Và thế là phải lo kiếm tiền, kiếm tiền. Phải kiếm cho được 1.000.000 đồng. Đến thì có được 1.000.000 đồng trong tay thì tưởng là phen này có thể làm chủ một chiếc máy bay, thì máy bay lại lên giá. Ban đầu thì chỉ cần 990.000 là có thể mua được một chiếc máy bay. Bây giờ giá cả leo thang, tăng vọt lên đắt gấp 10 lần, tới 9.900.000 một chiếc, tức lại mua không nổi nữa. Cho nên cứ chạy theo không kịp, càng đeo đuổi thì lại càng cách xa. Đó đều là do lòng tham tắc oai tắc quái. Trước kia thì chỉ ao ước có được 1.000.000 đồng là thấy đủ rồi, nhất định sẽ về hưu. Nhưng đến khi có được 1.000.000 đồng thì lại lùi mà chưa dứt, vẫn chưa tri túc, vẫn không thấy đủ. Vậy điều lợi ích thứ năm là nếu quý vị có thể trì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, lễ bái cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, thì quý vị sẽ được y phục, vật thực dồi dào, luôn luôn dư giả. Bây giờ quý vị chỉ muốn mua một chiếc máy bay, nhưng tiền kiếm được lại nhiều đến nỗi mua hai chiếc cũng còn dư. Kỳ diệu như thế đấy. Có người nói, như thế thì tôi cũng mau mau niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Nếu dùng lòng tham lam muốn mua hai chiếc máy bay để niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thì e rằng sẽ không linh nghiệm, vì tham vọng quá lớn đi. Vì vậy chúng ta chỉ nên hết lòng trì niệm, còn có được cảm ứng hay không thì cũng chẳng nên so đo tính toán. Có người lại nói, giảng kinh theo cách của sư phụ lại làm cho con bị hố nữa rồi. Bị hố thì sao? Mà không bị hố thì sao?
Cho nên con người nếu biết đủ thì tri túc thường lạc, năng nhẫn tắc an, nghĩa là thường được an vui, biết nhẫn nhục thì luôn được yên ổn. Sáu là dịch bệnh không đến nơi thân. Dịch bệnh tức là bệnh ôn dịch, bệnh truyền nhiễm. Đáng lẽ ra thì mọi người đều bị truyền nhiễm, mắc phải chứng bệnh nào đó, nhưng nhờ quý vị niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng nên giống như có một ranh giới vô hình khiến quý vị không bị lây bệnh. Lúc tôi ở Đông Bắc, có lần bệnh ôn dịch lan tràn, có một gia đình nọ 11 người mà chỉ nổi trong 3 ngày đã có 13 người chết. Tại sao gia đình 11 người mà lại có tới 13 người chết? Tại sao lại có thêm 2 người nữa? Đó là thêm 2 người để đưa tiễn. Bởi vì 11 người có lẽ là chưa đủ số, cho nên phải chết thêm 2 người nữa vậy. 2 người này, một người là kẻ làm công, còn người kia là bà con từ xa đến thăm. Cả 2 người cùng chết chung với gia đình nọ cho đủ số. Do đó, trong vòng 3 ngày mà gia đình 11 người lại có tới 13 người tử vong, và tất cả đều do lây bệnh truyền nhiễm mà ra. Bây giờ, tôi đang ở địa phương đó. Tôi bèn dẫn theo 4 đệ tử nhỏ tuổi và bảo họ rằng: chúng ta phải cứu người ngay. Cứu như thế nào? Tôi căn dặn các đệ tử: chúng ta hãy trì niệm chú Đại Bi để đối phó với thần ôn dịch. Chúng tôi đến thôn làng đang có bệnh dịch hoành hành nọ, đi quanh làng 3 vòng, vừa đi vừa niệm chú Đại Bi. Sau khi chúng tôi niệm xong chú Đại Bi và đi khỏi rồi thì trong làng không còn bệnh dịch nữa. Thế nên chú Đại Bi thật vô cùng linh nghiệm, hết sức nhiệm màu. Bảy là xa lìa các tai nạn về nước và lửa. Quý vị trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thì sẽ không gặp nạn nước, cũng chẳng mắc nạn lửa. Vào nước không bị chìm, vào lửa không bị cháy. Thậm chí quý vị có bị té xuống biển thì tự nhiên sẽ được gặp chỗ cạn, tấp vào bờ bình yên, và nếu bị lửa thiêu đốt thì tự nhiên sẽ có người đến cứu giúp. Tám là không bị tai ách trộm cướp. Tại sao quý vị bị trộm, bị cướp? Đó là do khi trước quý vị đã bất chấp đạo lý, cưỡng đoạt tài sản của người khác làm của riêng mình. Bởi xưa kia đã từng lừa gạt người khác, cho nên đời nay phải bị người ta cướp đoạt tài sản, phải trả nợ. Vì thế, chúng ta bị trộm cắp cướp đoạt đều là do tiền nhân hậu quả, chứ chẳng có gì là kỳ lạ cả. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ, thì gặp bất cứ cảnh giới nào, quý vị đều phải nhận ra nhân quả của nó. Hễ nhận chân được nhân quả của vấn đề, thì sẽ chấm dứt được sự tuần hoàn lẫn quẩn. Chính là người khác thấy đều cung kính. Nếu quý vị thường cung kính niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng, thì những người khác khi gặp quý vị đều cảm thấy có thiện duyên với quý vị và đều tỏ ra kính trọng quý vị. Người ta trông thấy quý vị tưởng như gặp được người thân 8 đời và có cảm giác thân thiết gần gũi như được về nhà vậy. Cảm giác ấy lại giống như kẻ sống ở hải ngoại đã lâu không có người quen, nay được gặp lại bạn cũ, trong lòng vô cùng hoan hỷ, mừng mừng tủi tủi, vừa khóc vừa cười. Khóc là vì bồi hồi xúc động được gặp lại người thân quen, còn cười ư, bởi nghĩ rằng phen này quả thật có được sự an ủi và che chở. Quý vị niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thì được mọi người kính trọng, không ai là không đối xử tốt với quý vị, mà quý vị không cần phải tự giới thiệu: này quý vị biết không, tôi là cư sĩ tu hành tại gia đây, nên các ông các bà phải kính trọng tôi. Hoặc là: tôi là một đại đức cao tăng, quý vị thấy tôi thì phải dập đầu cúi lạy đó. Không phải như thế, không phải là mình bảo người ta phải kính trọng mình. Có câu: hữu xã tự lai hương, hà nhu đương phong dương, nghĩa là có xã tự nhiên thơm, cần gì phải phô trương. Nếu quý vị quả thật có đức hạnh thì chẳng cần phải quảng cáo rao hàng như anh chàng bán thuốc dán dạo: thuốc dán của tôi là hay nhất, có thể trị phong thấp, trị đau khớp xương, trị tê bại, vân vân. Bà con cô bác nào bị đau bị nhức thì chỉ cần dán một miếng là khỏi ngay, mãi vô mãi vô. Và rốt cuộc thì như thế nào? Dán rồi mà chẳng thấy bớt đau chút nào cả.
Quý vị đừng như tên bán thuốc dán đó, đừng tự quảng cáo cho chính mình, đừng sợ rằng người ta không biết đến mình mà phải tự rêu rao: quý vị đã biết gì về tôi chưa nhỉ? Đối với Phật giáo, tôi là một vị hộ pháp đắc lực nhất đấy. Tôi vốn là một đại thí chủ, hộ pháp lâu năm của chùa ấy ấy. Còn nữa, tôi cũng là giám đốc của cơ quan từ thiện, vân vân. Đừng nên làm như vậy, bởi đó là giả chứ không phải thật. Đó là quý vị tự động bán chiêu bài, bán quảng cáo. Chỉ có kẻ không có mắt mới không biết và bị mắc lừa. Chớ người có mắt thì sẽ nhận ra ngay. Hừ, thật là tội nghiệp, thật là đáng thương. 10. Là quỷ thần đều hộ trì. Nếu quý vị thật sự có công đức thì cần gì phải tự rêu rao cho mình? Bởi bây giờ các quỷ thần hộ pháp đều sẽ hỗ trợ quý vị, bảo vệ quý vị. Nếu quý vị gặp khó khăn gì thì vô hình trung tự nhiên họ sẽ đến giúp quý vị giải quyết vấn đề ngay. Quý vị bất tất phải rêu rao. Vậy điều lợi ích thứ 10 là quý vị sẽ được sự giúp đỡ, phù hộ của các loài quỷ. Thiện quỷ sẽ đến giúp đỡ quý vị, ác quỷ cũng đến giúp đỡ quý vị. Và các thần linh, thiện thần sẽ đến giúp đỡ quý vị, ác thần cũng đến giúp đỡ quý vị. Vì sao ác thần cũng giúp đỡ quý vị? Phải chăng đó là do oai lực của Bồ Tát Địa Tạng? Chính thế, chính là nhờ oai lực của Bồ Tát Địa Tạng mà tất cả ác quỷ cùng ác thần đều biến thành những vị hộ pháp đắc lực cả. Có người lại hoài nghi: thế tôi niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, có thể nào Bồ Tát lại sai người đến trách mắng tôi không? Không bao giờ. Quý vị thắc mắc là vì sao chứ? Tôi nói thật cho quý vị biết là quý vị chưa đủ trình độ đâu. Quý vị chưa học đủ sách vở, nên đi thi chắc chắn sẽ bị hỏng, mà phải đến lúc tốt nghiệp đại học thì mới có thể thi đậu được. Nếu quý vị chưa tốt nghiệp, chỉ vừa mới tập tễnh bước chân vào ngưỡng cửa trường đại học, thì bắt quý vị khảo thí để làm gì? Cho nên, đừng cho rằng trách mắng là không tốt. Trách mắng cũng là một cách để khảo nghiệm, thử thách. Nếu chịu đựng được, tức là đạt yêu cầu, được thông qua. Còn không chịu đựng được, tức là chưa đạt yêu cầu, cần phải tu học tinh tấn hơn nữa. Nói như thế thì có phải là thi đậu, đạt yêu cầu rồi thì không cần phải tu học thêm nữa? Không phải vậy, mà thi đậu rồi thì càng phải nỗ lực tu hành thêm lên. Có người hoài nghi: thế thì thi đậu có tác dụng gì chứ? Vậy thì tôi xin hỏi lại, quý vị học tiến sĩ có tác dụng gì? Đây đều có đạo lý như nhau thôi. Quý vị hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì tôi cũng chẳng có biện pháp nào cả. Kinh văn 11 là thân nữ chuyển thành thân nam. 12 là làm con gái hàng Dương Giả đại thần. 13 là tướng mạo đoan chánh tốt đẹp. 14 là phần nhiều được sanh lên cõi trời. 15 là hoặc làm bậc đế vương. 16 là biết rõ việc đời trước. 17 là có mong cầu thì đều được như ý. 18 là quyến thuộc an vui. 19 là các hoành sự đều dứt sạch. 20 là các nghiệp đạo đều trừ hẳn. 21 là đi đâu cũng tới nơi cả. 22 là đêm nằm mộng được an ổn vui vẻ. 23 là tổ tiên được lìa khổ. 24 là nhờ phước đời trước mà thọ sanh. 25 là chư thánh đều khen ngợi. 26 là căn tánh thông minh lanh lợi. 27 là giàu lòng từ mẫn. 28 là rốt ráo thành Phật. Lại nữa, này hư không tạng Bồ Tát, như hàng trời rồng, quỷ thần ở hiện tại và vị lai, nghe danh hiệu của Địa Tạng, lễ bái hình tượng của Địa Tạng,
hoặc nghe các việc về bổn nguyện tu hành của Địa Tạng mà ngợi khen, chiêm lễ thì sẽ được 7 điều lợi ích. Lược giảng. 11 là thân nữ chuyển thành thân nam. Điều lợi ích thứ 11 là nếu có người nữ nào muốn mang thân nam, bèn chí tâm lễ bái, cúng dường, tán thán, trì tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện và xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thì đời sau sẽ được chuyển thành thân nam. Sự chuyển thân nữ thành thân nam này là hoàn toàn không phải vì chán ghét thân nữ, mà chỉ vì tự cảm thấy là thân nữ lắm lúc cũng bất tiện, cho nên muốn mang thân nam để được thuận tiện hơn. Vì thế mới có nguyện vọng này. Những người có chí nguyện như thế chắc chắn sẽ được Bồ Tát Địa Tạng giúp cho vừa lòng như ý, chí nguyện được thành tựu. 12 là làm con gái hàng Dương Giả Đại Thần. Nếu thân nữ có thể chuyển thành thân nam, thì thân nam muốn chuyển thành thân nữ cũng có thể được toại nguyện. Nếu có người nam nào có thể một lòng trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, lễ bái cúng dường hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng và đọc tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng bổn nguyện, mà phát nguyện muốn mang thân nữ để khéo léo giáo hóa chúng sanh, vì những người nữ thường không nóng tánh lắm, có khi còn rất tế nhị nữa, nói chuyện với ai cũng rất hòa nhã dịu dàng, thì đời sau sẽ được làm thân người nữ. Vì thế mà có những Bồ Tát phát nguyện chuyển làm thân nữ để dễ bề giáo hóa chúng sanh. Đó là do nguyện lực của bậc Bồ Tát. Những người vì muốn hoằng dương Phật Pháp, giáo hóa chúng sanh mà phát nguyện mang thân nữ thì không sanh vào các gia đình tầm thường, mà thường sanh làm con gái của những kẻ có thế lực lớn như hàng vua chúa đại thần, để nhờ đó mà họ có thể gây ảnh hưởng đến được nhiều người, khiến cho nhiều người sanh khởi tín tâm, dốc lòng tu hành. Cho nên đây đều là thừa nguyện tái lai, theo nguyện lực mà tái sanh trở lại. 13 là tướng mạo đoan chánh tốt đẹp. Điều lợi ích thứ 13 là không chỉ được làm người nữ mà còn được thông minh, có trí huệ, tướng mạo đoan chánh viên mãn, chẳng có khuyết điểm. Mũi thì có hình thù của mũi, mắt có hình dạng của mắt, tai thì giống tai, và miệng cũng giống miệng. Có người thắc mắc, thế thì có trường hợp tai không giống tai, mắt chẳng giống mắt hay sao? Quý vị nhìn xem, có những người nữ có cặp mắt hình tam giác, cứ láo liên đảo qua đảo lại y như cặp mắt của kẻ giáp trộm trâu. Đó là con mắt có vẻ hơi thô kệch, cục mịch, không được thanh tú, không đoan chánh, không viên mãn. Có người thì mũi lại mọc trên trán, lỗ mũi ngước lên trời. Quý vị nói như thế là giống cái gì? Chào ôi, thế nhưng lại có những người dị dạng như thế đó. Có người thì một con mắt nằm ở trên, còn một con lại tụt xuống dưới. Lỗ tai thì mọc tận đằng sau óc, miệng lại nằm dưới cằm, biến thành dở ngô dở khoai. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, mà khỉ cũng chẳng giống khỉ nữa. Theo tiến hóa luận thì con người là từ loài khỉ tiến hóa thành. Như thế, trong trường hợp này thì sao? Vì sao mọi người lại không giống như vậy? Chỉ có cá nhân người đó là như thế mà thôi. Vậy đó là các trường hợp thí dụ về tướng mạo không đoan chánh, không viên mãn. Thế thì quý vị phát nguyện muốn làm người nữ thì tướng mạo cũng cần phải viên mãn, lại phải đoan chánh nữa. Nếu ngũ quan đoan chánh thì vừa gặp mặt là người ta liền thấy có thiện cảm, có thiện duyên ngay. Còn như ngũ quan không được đoan chánh
thì e rằng người ta vừa trông thấy thì như gặp phải quỷ cái già xoa, cuống cuồng chạy mất. 14. Là phần nhiều được sanh lên cõi trời. Điều lợi ích thứ 14 thì lại hơn hẳn những điều trước nữa. Đó là luôn được sanh lên cõi trời, được hưởng thiên phước, thọ hưởng sự an vui, thù thắng, di diệu. 15. Là hoặc làm bậc đế vương. Điều lợi ích thứ 15 là có thể được làm vua hoặc hoàng đế. Người nào đọc tụng kinh Địa Tạng, lễ bái hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, trì niệm thánh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thì sẽ có cơ hội làm hoàng đế dự khuyết. Lợi ích này quả thực không thể nghĩ bàn. Có người nói: "Thầy ơi, cho dù được làm hoàng đế, cao sang đẹp đẽ đến thế nào đi nữa, con đều không màng. Vì thế giới ta bà này thật là quá nhiều đau khổ. Con cảm thấy đã đủ lắm rồi." Quý vị thật sự cảm thấy đủ rồi sao? Vậy thì quý vị vẫn có cơ hội được thành Phật. Và đó chính là điều lợi ích cuối cùng. Điều thứ 28: rốt ráo thành Phật. 16. Là biết rõ việc đời trước. Biết rõ việc đời trước tức là nhớ biết được những gì mình đã làm trong đời trước, như làm quan, làm học trò hoặc làm lái buôn, vân vân. Ngoài ra cũng biết được trong đời trước mình họ gì, tên gì, sinh quán ở đâu, bao nhiêu tuổi thì chết. Có thể nói bây giờ, tức là đời này, thì giống như quý vị dọn sang một ngôi nhà mới, khác hẳn ngôi nhà khi trước, tức là của đời trước. 17. Là có mong cầu gì thì đều được như ý. Điều lợi ích thứ 17 là cầu chi được nấy. Cầu giàu sang thì được giàu sang. Cầu có con trai tức được con trai. Cầu có con gái tức được con gái. Cầu đồ ăn thức uống thì được đồ ăn thức uống. Nếu quý vị thích phát tài thì sẽ tha hồ mà có vàng bạc, ngọc ngà châu báu, nhiều đến nỗi không thể nào đếm xuể. Thế nhưng quý vị đừng bắt chước một người nọ kiếm được rất nhiều tiền, rốt cuộc chưa kịp hưởng thụ được chút nào thì đã chết rồi. Chết rồi thì lại hai bàn tay không, thật là chẳng có ý nghĩa, chẳng có giá trị gì cả. Do đó, quý vị chớ nên bủn xỉn, keo kiệt, đừng làm nô lệ cho đồng tiền, bởi quý vị có muốn cất giữ cũng không thể cất giữ mãi được. 18. Là quyến thuộc vui vẻ. Điều lợi ích thứ 18 là trong gia đình, bà con quyến thuộc, bạn bè thân thích đều êm ấm hạnh phúc, bình an hòa thuận, không hề cãi cọ hoặc gây gổ lẫn nhau, vui vẻ cả nhà. Trong gia đình, mối quan hệ giữa vợ chồng, giữa cha mẹ con cái, giữa anh em, giữa chị em hoặc giữa chị em dâu, lắm lúc cũng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Ở đời thông thường thì thân tình nhất là cha với con, nhưng cũng có khi cha con bất đồng ý kiến, khiến người con nghĩ: "Ồ, người già thì đầu óc cũng già, tri thức cũng xưa, cách làm lại càng cổ hủ, sao theo kịp thời đại tân tiến mà ứng phó với thế giới hiện đại hóa ngày nay chứ?" Và cho rằng người già là một chướng ngại. Đây là lối suy nghĩ không tốt chút nào. Còn người già thì sao? Đối với con cái, vì quan tâm quá đáng, cho nên dù biết rằng con cái không đúng, bậc cha mẹ vẫn sẵn sàng tha thứ, lấy lòng bao dung mà đối đãi với chúng. Nhưng con cái chẳng biết ơn thì chớ, lại còn dám cho rằng cha mẹ chúng không đúng. Tại sao có nhiều người nuôi dưỡng con cái mà lại không dạy dỗ chúng cho đàng hoàng như vậy? Đó là bởi những kẻ làm cha làm mẹ này thiếu hiểu biết, không am tường đạo lý, cho nên không muốn để ý tới con cái. Còn con cái thì lại không biết chăm sóc cho cha mẹ. Vì thế, giữa cha mẹ và con cái nảy sinh nhiều mâu thuẫn.
có nhiều vấn đề không giải quyết được. Quan hệ vợ chồng là một mối quan hệ tương thân tương ái hơn nữa. Khi chưa kết hôn, đôi bên nam nữ đều cố giữ cái bộ mặt giả, không dám cãi cọ, cũng chẳng hề gây gổ lẫn nhau. Nhưng sau khi kết hôn rồi thì mỗi người đều lộ tánh nết của mình. Chồng bộc lộ tánh xấu của chồng cho vợ thấy, vợ bộc lộ tánh xấu của vợ cho chồng xem. Và thế là cả hai bên đều sanh phiền não. Thế nhưng, theo điều lợi ích thứ 18 này, thì nếu quý vị thấy được hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thì trong gia đình và quyến thuộc sẽ luôn luôn được vui vẻ hòa thuận. 19. Là các hoạn sự đều dứt sạch. Tất cả những tai nạn rủi ro, những việc không như ý hay những việc không tốt lành đều gọi là hoạn sự, nghĩa là sự việc bất ngờ đột ngột. Hoạn tử tức là những cái chết đến đột ngột, rủi ro bất ngờ, như treo cổ tự tử, bị chìm thuyền, máy bay rớt, bị xe đụng hoặc uống thuốc độc tự sát, vân vân. Thế nhưng nhờ Bồ Tát Địa Tạng mà các hoạn sự đều dứt sạch, tất cả tai nạn đều tiêu tan, mọi sự việc bất ngờ hoặc nguy cơ bị thương tật cũng không còn. 20. Là các nghiệp đạo đều trừ hẳn. Nghiệp đạo tức là ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vậy các nghiệp đạo đều trừ hẳn, tức là nghiệp tội được tiêu trừ, không còn bị đọa lạc vào ba đường ác nữa. 21. Là đi đâu cũng tới nơi cả. Điều lợi ích thứ 21 là quý vị đi đến nơi nào cũng đều được thông suốt, thuận lợi, may mắn, suôn sẻ, đại kiết đại lợi, không hề gặp trở ngại. 22. Là đêm nằm mộng được an ổn, vui vẻ. Có nhiều người thường chiêm bao, thấy mình gặp những việc hung hiểm đáng sợ. Hễ không bị quỷ rượt đuổi thì cũng bị chó rượt cắn hoặc bị cọp rình bắt để ăn thịt. Đó đều gọi là ác mộng. Có người lại bị ma đè trên mình khiến toàn thân cứng đờ, không nhúc nhích động đậy gì được, nên trong lòng vô cùng nôn nóng sợ hãi. Đó gọi là bị bóng đè. Quý vị trì tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thì đêm ngủ sẽ mộng thấy toàn những điềm an vui tốt lành. 23. Là tổ tiên được lìa khổ. Điều lợi ích thứ 23 là cha mẹ tổ tiên của quý vị từ đời quá khứ cùng lục thân quyến thuộc từ vô thị kiếp đến nay đều được xa lìa khổ não, hưởng sự an vui, liễu thoát sinh tử. Điều lợi ích này theo nguyên văn chữ Hán là tiên vong ly khổ. Trong đó, tiên là tổ tiên và vong là đã mất, đã chết rồi. Đa số người đã chết đều còn vướng nghiệp chướng, ác hẳn phải đọa địa ngục chịu khổ báo. Tuy nhiên, này nhờ quý vị trông thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, cho nên được hưởng 28 điều lợi ích, có thể khiến cho những người thân đã khuất được ly khổ đắc lạc. Tổ tiên đã mất bao gồm tổ tiên đã mất của đời hiện tại và tổ tiên đã mất của đời quá khứ của quý vị. Như vậy, tất cả cha mẹ và thân tộc của quý vị trong đời này đã chết rồi đều có thể lìa khổ được vui. Đồng thời, hết thảy cha mẹ và tổ tiên của quý vị từ vô lượng kiếp đến nay, trong đời đời kiếp kiếp cũng đều được ly khổ đắc lạc. 24. Là nhờ phước đời trước mà thọ sanh. Điều lợi ích thứ 24 là đời trước quý vị có trồng thiện căn, có được phước báo, cho nên đời này nương nhờ phước báo đó mà thọ sanh. Nhờ phước đời trước mà thọ sanh, tức là đời trước đã từng làm rất nhiều việc công đức, thiện căn rất sâu dày, cho nên
nhờ nhân phước báo của đời trước mà đời nay thọ sanh để thọ hưởng. Như chúng ta hỏi: kim sanh phú quý, thị hà nhân, tiền sanh trai tăng, tế cùng nhân, kim sanh bần tiện, thị hà nhân, tiền sanh bất khẳng, tế bần nhân. Nghĩa là đời này do đâu được giàu sang? Đời trước trai tăng giúp người nghèo, đời này vì sao phải nghèo hèn? Đời trước chẳng chịu giúp kẻ nghèo, vì sao đời này quý vị lại được giàu sang? Ấy là nhờ trong những đời trước quý vị đã từng thiết trai tăng, ủng hộ đạo pháp, cúng dường tam bảo hoặc cứu giúp người nghèo, vân vân. Cho nên đời này mới được phước báo, hưởng sự giàu sang phú quý. Còn đời này, vì sao quý vị phải chịu cảnh nghèo hèn túng thiếu, nghèo đến nỗi không có cơm ăn, chẳng đủ áo mặc? Đó là bởi trong đời trước quý vị đã quá keo kiệt bủn xỉn, chẳng hề bố thí cứu giúp người nghèo, chẳng chịu xả bỏ ra cái gì hết. Nếu trước kia không ích kỷ, keo kiệt quá đáng mà lại chăm chỉ tu phước, tu huệ, thì đời này quý vị ắt hẳn sẽ được thọ hưởng phước báo tạo ra từ đời trước. 25 là chư thánh đều khen ngợi. Điều lợi ích thứ 25 là được tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Nhân, chư A-La-Hán ở khắp mười phương đều tấm tắc khen ngợi: các con quả thật là những thiện nam thiện nữ thuần thành. 26 là căn tánh thông minh lanh lợi. Điều lợi ích thứ 26 là quý vị sẽ rất thông minh lanh lợi và có trí nhớ dài. Mắt quý vị thì trong sáng tinh anh, có thể nhìn thấy rất xa, tai cũng rất thính, nghe được hết sức rõ ràng. Nói chung cả sáu căn đều rất tinh tường nhạy bén. 27 là giàu lòng từ mẫn. Điều lợi ích thứ 27 là quý vị sẽ rất giàu lòng từ mẫn, có tâm lượng của bậc Bồ Tát, đối với ai cũng từ bi mà mang lại sự an vui và giải trừ bao nỗi thống khổ của người khác. Cho dù người ta có đối xử với mình như thế nào đi nữa, thì quý vị cũng vẫn lấy lòng từ bi mà ưu đãi người, chớ không có tâm báo thù đối với bất kỳ một ai. 28 là rút ráo thành Phật. Điều lợi ích thứ 28 là điều quan trọng nhất. Đó là gì? Rút ráo thành Phật tức là trong tương lai nhất định sẽ được thành Phật, chắc chắn là như thế. Trên đây là 28 điều lợi ích mà chúng ta có thể có được nhờ trông thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, ngợi khen chiêm lễ Bồ Tát Địa Tạng, trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, nghe kinh Địa Tạng, đọc tụng kinh Địa Tạng, hoặc cúng dường hương hoa, đồ ăn thức uống, y phục, châu báu, vân vân cho Bồ Tát Địa Tạng.